Bộ lưu điện cửa cuốn hay còn gọi với nhiều cái tên khác nhau như hộp tích điện cửa cuốn, bình lưu điện cửa cuốn hay tên gọi tắt là UPS, là thiết bị phân phối điện áp lưu cho các thiết bị cần sử dụng điện khi bị cúp điện nguồn. Tuy vậy, để chọn lựa công suất bình lưu điện cửa cuốn phải thỏa mãn được các tiêu chí thích hợp với tải đã và đang lắp đặt cho cửa cuốn, vừa tiết kiệm chi phí và vừa đáp ứng thời gian dự phòng điện đúng yêu cầu của gia chủ. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết các hư hỏng thường gặp của bộ lưu điện cửa cuốn là do quá trình sử dụng, chọn lựa bộ lưu điện cửa cuốn có công suất không phù hợp với thiết bị tải dùng, hoặc chọn lựa bình lưu điện có công suất giống nhau. Tuy nhiên, thời gian dự trữ điện của UPS cửa cuốn lại không đáp ứng cho tải của mô tô hiện tại. Quang Đo Việt Nam xin hướng dẫn các bạn hiểu rõ các thông số kỹ thuật của bình lưu điện để tính công suất cùng với thời gian dự phòng điện của lưu điện cửa cuốn. Mỗi thiết bị điện, điện tử đều có ghi công suất trên thân các thiết bị hoặc trong các tờ lóc kèm theo. Ở trường hợp cửa cuốn thì bình lưu điện sẽ làm nhiệm vụ lưu điện để chạy mô tô cửa cuốn. Thông thường mô tô cửa cuốn ghi là sức tải 300 kg, 500 kg hay 800 kg tương ứng công suất sẽ khoảng 180 W, 370 W và 480 W. Đó là tổng công suất cho bộ UPS cửa cuốn cần đáp ứng đủ trở lên. Các bạn hoàn toàn có thể tính công suất toàn bộ các thiết bị bằng hướng dẫn xem công suất ghi trên thân máy hoặc các tài liệu kèm theo sản phẩm. Hầu hết công suất thiết bị nhà lắp ráp thường ghi công suất là quát. Ý nghĩa các thông số trên bình lưu điện bao gồm model, ký hiệu riêng cho từng loại lưu điện. Lưu ý đây là ký hiệu cho từng nhà sản xuất. Mỗi nhà sản xuất khác nhau sẽ có ký hiệu khác nhau. Công suất là tổng công suất tải khi thiết bị hoạt động ở chế độ bình thường. Điện áp vào và điện áp ra, đây là điện áp cung cấp và truyền tải của bình ắc quy. Ắc quy, số lượng ắc quy của bình lưu điện, ký hiệu trên là 2 ắc quy dung lượng 7,5 Ampere. Thời gian chờ là thời gian mà bình ắc quy có thể cung cấp điện cho thiết bị đang sử dụng. Thời gian sạc là thời gian cần thiết để sạc hoàn toàn bình ắc quy. Dòng kích thước để hiển thị kích thước của bình ắc quy cho biết chiều dài, rộng, cao của nó. Và cuối cùng là dòng trọng lượng của bình lưu điện cho biết cân nặng thật của bình lưu điện. Thông thường, khi chọn bộ lưu điện cửa cuốn, nên chọn có công suất gấp rưỡi công suất thiết bị cần phân phối nhằm an toàn bộ lưu điện cửa cuốn không bị quá tải và tránh các rủi ro của điện áp. Kinh nghiệm cho bạn là, bạn nên chọn công suất bộ lưu điện cửa cuốn trước, chọn thời gian dự phòng điện của bộ lưu điện cửa cuốn sau. Các bộ lưu điện cửa cuốn hiện nay có thời gian lưu trữ từ 30 giờ đến 72 giờ tùy từng loại. Bạn nên chọn bình lưu điện phù hợp với sức tải motor như sau. Motor từ 300 đến 500 kg thì chọn bình lưu điện loại 800 W đến 900 W. Còn motor từ 800 kg thì chọn bình loại 1200 W. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho bạn hiểu được phần nào về sản phẩm bình lưu điện cửa cuốn. Công ty Quang Đo Việt Nam chuyên phân phối bình lưu điện chính hãng trên toàn quốc. Các dòng bình lưu điện cửa cuốn do Quang Đo Việt Nam cung cấp có giá cả hợp lý nhất vì được giá gốc tận nhà máy sản xuất. Bồi hoàn gấp đôi nếu sản phẩm không phải chính hãng. Mọi thông tin cần tìm hiểu và đặt mua trực tuyến bình lưu điện, bạn có thể liên hệ hotline 0931 911 368 để được hỗ trợ nhanh nhất.